Út Gồm xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp nè. Chúc cho các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Út chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc nha. Mẫu áo hôm nay mà mình chia sẻ đó là cái mẫu áo cổ vuông tim, rút giống ngực, có phối cái phần phen tròn phía trước ha. Đây, cổ vuông tim, rút giống ngực nè. Ở đây mình rút giống rất là nhiều ha, để mình luồn cái phen vô cho nó đẹp ha. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm được cho các bạn cùng xem tham khảo nha. Các bạn xem video của mình nhớ bấm cho mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích nè, hoặc là chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Cái phần vai áo nè, mình có may cái phần cánh tiên nhỏ đó ha. Cái mẫu áo này nó rất là đơn giản nhưng mà khi mình mặc lên nó rất là sang ha. Và cái mẫu áo này nó cũng phù hợp cho nhiều lứa tuổi ha, từ trẻ đến trung niên đều mặc được ha. Thì phía sau nè mình cắt cổ vuông luôn nè. Đây, mình may cổ vuông mình nhấn gốc nha. Sẵn mình may cho khách mình thấy đẹp rồi mình chia sẻ cho các bạn cùng xem tham khảo luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên cái phần giấy gập nè, rồi trên cái phần vải luôn nha. Để cắt được cái mẫu áo mà mình vừa giới thiệu ở đầu video thì các bạn cần chuẩn bị cho mình cái phần gập áo cơ bản nha. Gập áo cơ bản đầy đủ thân trước và thân sau luôn. Thì cái phần gập áo cơ bản thì mình cũng không có nhắc lại ha. Tại vì mình có cái video mình hướng dẫn cái cách làm gập áo cơ bản rất là kỹ. Thì các bạn có thể vào đó xem ha. Thì mình sẽ gắn cái phần video hướng dẫn làm gập áo cơ bản xuống cái phần mô tả nha. Các bạn có thể vào xem tham khảo. Còn hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn phát triển mẫu từ cái gập cơ bản này ha. Để rút ngắn được cái thời gian trong khi mình tạo kiểu ha. Thì đây là cái thân trước và thân sau. Mình sẽ phát triển mẫu trên cái phần thân trước trước, thân sau mình sẽ phát triển sau nha. Thì đây là cái phần thân trước nè. Gập áo cơ bản thì lúc nào cái phần cổ áo nó cũng nhỏ nha, nó không có rộng. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lại cái gọng cổ nè. Gọng cổ mình sẽ lấy nè, mình sẽ lấy gọng cổ là 8,5 cm nha. Mình lấy gọng cổ 8,5. Mình hạ sâu cổ là 12 cm nè. Mình đã gặp đến đây nha, 12 cm nè. Rồi, ngang cổ dưới này mình sẽ lấy 8 sen. Ở đây mình lấy 8 sen. Nếu đối với những cái cổ vuông thông thường, nếu mình lấy 8 sen thì cái phần cổ này nó sẽ tương đối rộng nha. Còn ở đây là cái mẫu áo vuông tim, nó có dúng rút cái phần ngực nè. Mình luồn cái phen phía trước này nè. Nên khi mình mai mình rút dúng thì cái phần cổ áo này nó sẽ kịch vào, nó sẽ lệch, nó nhỏ lại chứ nó không có lớn bằng với cái thông số mình vẽ như vậy ha. Nên thì các bạn cũng lưu ý ha. Thì mình vẽ cái cổ này nhỏ quá, khi mình mai mình cúc chúng lại thì cái phần cổ này nó sẽ giật lại còn rất là nhỏ luôn, nó không có cân xứng với cái phần áo của mình. Thì ở đây mình sẽ nối cái từ 8,5 này xuống 8 phân này. Rồi ở đây mình sẽ lấy cái độ tim thêm 3 cm nữa nè, mình nối xuống đây. Đó. Rồi mình sẽ cắt cái phần vuông tim này ra nha. Rồi đây là xong cái phần cổ. Bây giờ mình sẽ phát triển luôn cái phần vai. Thì như các bạn đã thấy đó, thì cái mẫu áo này á, thì cái phần vai đó, nó nhìn nó giống như là cái quay gời á, nhưng mà nó có cái phần cánh tiên phía ngoài nè. Thì mình sẽ vẽ phát triển lại cái mẫu áo này cũng giống như cái phần áo tay liền ha. Thì mình sẽ vẽ nhỏ lại cái phần này nè. Cái phần vai này mình sẽ vẽ là 4 cm nha. Mình vẽ 4 sen thôi. Rồi đây mình sẽ nối nè. Từ đây mình lấy lên điểm này là 9 sen nha. Thì bây giờ mình sẽ nối lên đây. Ngay cái điểm mình đánh dấu cái đường chéo nách, mình sẽ nối lên như vậy. Đó. Mình sẽ vẽ cái vai này nhỏ lại. Đây mình sẽ đặt cái phần thước kỹ thuật lên để mình vẽ nha.
mình đặt làm sao mà cho cái phần nách áo của mình nó êm nha, nó không có bị gấp khúc, cho nó thẳng mượt thì nó mới đẹp nha. Rồi mình sẽ cắt bỏ cái phần này. Rồi như vậy là xong cái phần vai nha. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái phần cúp ngực nè, cái phần nhún ở đây. Thì từ cái phần ngang eo nè, mình sẽ làm dấu cái phần ngang eo là ở đây. Đây. Thì từ cái phần ngang eo mình sẽ lấy lên là 3 cm nữa. Từ cái điểm sau cổ này, cái phần tim nè, mình sẽ lấy xuống là 6 cm nha. Mình sẽ nối từ cái điểm mình hạ 6 cm xuống cái điểm này, mình gạch một đường thẳng như vậy. Thì như các bạn thấy thì cái đường thẳng này nè, nó sẽ không có ôm theo cái ngực của mình, ôm theo cái bầu ngực của mình, thì mình sẽ vẽ cho nó bầu, vẽ cho nó ôm theo cái bầu ngực, thì khi mình mặc vô nó ôm sát vô cơ thể, nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Thì mình sẽ vẽ cho nó có cái độ bầu. Các bạn không quen thì các bạn có thể sử dụng viết chì để vẽ ha. Rồi bây giờ mình sẽ gã luôn cái phần này ra nè. Rồi. Cái phần tùng phía dưới này mình giữ nguyên, mình không có thay đổi gì. Khi mình đặt lên vải á, thì mình sẽ chừa cái đường may lên đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái phần này tiếp tục nha. Phần này là mình sẽ vẽ, mình sẽ cắt cái phần cầu vai gời luôn nè. Mình sẽ cắt cho nó gời ra như vậy. Mình sẽ để riêng cái phần này. Phần này ở đây là có cái phần bên nè, nhấn bên nè. Mình sẽ giảm bỏ cái phần bên này luôn nha. Ở đây mình sẽ vẽ vô đây là 1,5 cm. Mình vẽ cho nó bầu vô đây. Đây, mình giảm đi cái phần này, mình sẽ cắt bỏ luôn nha. Vậy là mình sẽ không có nhấn ven cái phần này nữa. Cái phần cầu vai á, thì mình sẽ xử lý sau nha. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần này trước. Mình sẽ đặt nó lên cái phần giấy khác nè. Sẽ dần nó lại nha. Ở đây mình chừa cái đoạn này là 6 cm nè. Bây giờ mình sẽ chừa dư ra thêm nữa nha, để cho nó có cái độ gút nhún. Cái phần này nó gút nhún nhiều hay ít thì tùy thuộc vào cái đoạn thẳng mà mình thêm vô ha. Ở này nó 6 rồi, mình có thể cộng thêm từ 6 cm trở lên nha, để cho nó có cái độ gút nhún nha. Gút nhún thì mình sẽ cộng là từ gấp đôi nha, thì nó mới có cái độ gút nhún nhiều. Cái phần này thì mình sẽ chừa cái đường may nè, mình sẽ chừa 1 cm nè ở đây. Cái phần này thì mình gạch xuống như vậy, mình sẽ chừa ngay cái điểm này. Từ cái điểm này nè, mình sẽ lấy xuống thêm 6 cm nha. Rồi mình sẽ cộng thêm một phân đường may ở đây nè, là tổng cộng 7 nha. Mình gạch một đường thẳng như vậy. Đây nè. Mình sẽ lấy cái điểm này. Rồi. Mình sẽ vẽ cho nó bầu ra nha. Khi mình vẽ cái đường thẳng này thì các bạn cũng đo nha. Ở đây mình đo cái đường thẳng nè. Đường thẳng này mình đo được là có 23 cm thôi. Mình sẽ đo cái vòng này là bao nhiêu. Từ đây lên đây mình đo được 24 cm nha. Như vậy là nó sẽ có cái độ suy chịch là 1 cm đó.
thì mình sẽ lấy ra đây 1 cm, mình nối từ cái điểm này lên đây cho nó đi xéo gần cái này, cái điểm này mình lấy 1 cm nha, để cho cái đoạn thẳng này bằng với cái đoạn thẳng này. Còn nếu như mình vẽ cái đoạn thẳng thì mình giữ thẳng, thì khi mình đặt với cái phần tùng này, cái phần phía dưới này nó sẽ thiếu, nó sẽ thiếu đi ha, nên mình phải vẽ xéo ra đây là 1 cm này. Rồi những điểm còn lại thì mình chỉ copy qua. Đây mình sang cái đường để mình tra cái phần cầu vai. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó ra như vậy. Điểm này mình vẽ lại nha. Rồi cái điểm này lưu ý nè. Ở đây mình sẽ chia sẻ một cái bí quyết mà mình rút ra được qua những cái lần mà mình may đồ cho khách ha. Thì các bạn, mình chia sẻ cho các bạn tham khảo luôn. Thì ở đây nếu cái đường thẳng này nè, mình để thẳng như vậy, cái đường này, cái đường phía ngoài này nè, mình để thẳng như vậy. Thì khi mình may á, cái phần cổ của mình, gút dúng của mình á, nó sẽ không có được ôm sát theo cái vòng ngực, theo cái ngực của mình giống như mà mình mong muốn ha. Thì ở đây mình sẽ chia cái đoạn thẳng này ra hai phần bằng nhau nè. Ở đây mình được là 13 cm, mình sẽ chia ra là 6,5, mình làm dấu ở đây. Từ điểm này mình sẽ lấy lệch vô 1 cm nè, mình sẽ vẽ bầu nha, mình vẽ bầu vô như vậy, như vậy. Rồi ở đây mình sẽ chừa cái đường may nha, các bạn sẽ chừa đường may là 1 cm hoặc là 0,5 cm tùy thích ha. Thì mình gáp vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra nè, cắt cái phần cổ áo mình ra. Thì mình cắt như thế nào á, mà theo cái kinh nghiệm của mình á, mình làm sao mà nó đẹp á, thì mình chia sẻ lại cho các bạn, mình không có giấu giếm gì hết trơn ha. Thì các bạn xem video của mình á, chỉ ủng hộ mình bằng cách là bấm cho mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích thôi, hoặc là chia sẻ video để ủng hộ mình thôi là mình cảm ơn rất là nhiều rồi ha. Nếu có thể thì các bạn có thể xem giúp mình hết quảng cáo ha. Rồi mình cắt ra như vậy, cái phần này là cái phần mình chừa đường may nè, cái phần mình tô này là cái đường may của mình nha. Như vậy là xong cái phần gút vốn phía trước, mình sẽ cái cầu vai này của thân trước mình cũng giữ nguyên nha, mình để như vậy. Rồi mình cắt cái phần thân sau và mình mới quay lại mình phát triển cái phần cầu vai sau nha. Rồi đây là cái phần thân sau của mình, thân sau á mình cũng vẽ cái phần cổ lại, phát triển cổ nha, cổ mình cũng lấy rộng ra là 8,5 cm nha. Hạ sâu cổ nè, hạ sâu cổ ở đây nếu các bạn may cổ vuông thì mình vẽ cổ vuông, cổ tròn thì mình may cổ tròn. Ở đây mình sẽ may cái phần cổ vuông luôn nha, mình sẽ hạ sâu cổ là 16 cm nha, hạ sâu sâu một chút ha, tại đây là mẫu áo của khách cũng còn trẻ tuổi đó. Rồi mình gạch ngang cái phần này, ngang cổ sau mình sẽ lấy 8 cm nè. Rồi mình nối điểm này lại với nhau vậy. Đây mình sẽ cắt cái phần cổ này ra. Mình sẽ vẽ lại cái đường ngang kích nè. Ở đây mình sẽ vẽ cái cầu vai thân sau nè, sẽ bằng với cái cầu vai thân trước. Đây mình sẽ đặt nó lên như vậy. Ở đây mình vẽ ngang là 4 cm, thì bây giờ thân sau mình cũng vẽ 4 cm nè. Rồi từ cái điểm kích sau này mình sẽ lấy vô là 10 cm nha, tại vì đây thì giống như cái mẫu tay liền sắc nách á,
thì mình sẽ cho nó chống cái phần nách phía sau một xíu cũng được nha, cho nó mát mẻ nha. Mình sẽ nối từ cái điểm này lên cái điểm này. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt cái phần thước kỹ thuật lên để mình cắt lại cái phần nách thân sau nè. Này. Mình sẽ cắt bỏ cái phần này luôn. Cái phần thân sau này các bạn muốn may cầu vây gời á, thì mình sẽ gã ngang đây, mình may cầu vây gời nha. Còn nếu như các bạn muốn may cái vây liền luôn, mình không có cắt ra, mình giữ nguyên như vậy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để mình cắt được cái phần thân sau ha. Một là liền, liền thì mình giữ nguyên như vậy luôn, mình không có gã cái phần này ra. Còn thứ hai là mình sẽ cắt cái cầu vây này gời giống như cái thân trước, thì mình sẽ gã cái phần này ra để mình cắt, mình phối hợp với cái phần cầu vây thân trước mình cắt cái cầu vây mới. Ở đây mình sẽ giữ nguyên, mình để nguyên như vậy, mình không có vẽ lại cái, mình không có cắt lại cái phần cầu vây rồi nha. Như vậy cái thân sau thì nó cũng khá là đơn giản thôi, mình không có phát triển mẫu nhiều, mình chỉ vẽ lại cái phần cổ. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái cầu vây thân trước nè. Cầu vây thân trước thì đây là cái, mình sẽ cắt cái cầu vây rời rồi thì mình sẽ xếp giấy gấp đôi nha. Đây mình sẽ xếp giấy gấp đôi như vậy, mình sẽ đặt cái cầu vây này lên. Các bạn có thể tận dụng lại cái phần giấy thừa ha. Đây là cái phần giấy gấp đôi nha, các bạn lưu ý nha, giấy gấp đôi. Đây mình đặt lên đây, cầu vây này mình đặt lên đây, mình sẽ copy lại cái đường vai và cái đường nách như vậy. Ở đây mình copy lại nha, ở đây mình cũng vẽ lại luôn nè, mình vẽ sát đây. Rồi. Mình sẽ chừa cái đường mài. Ở đây mình sẽ chừa đường may là 2 cm nha. Ở đây 2 cm nè. Mình sẽ cắt nó ra. Rồi như vậy là xong cái cầu vây của thân trước. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt lên trên giải nha. Sau khi mình đặt cái phần gập lên trên vải, mình cắt được cái mẫu áo như vậy. Mình sẽ ốm lên thử như vậy nha. Các bạn để hay các bạn hình dung được nha. Như vậy. Rồi. Đây là cái phần cổ vuông tim của mình. Phía trước này là mình sẽ may cái phần cái phen. Phen đây. Khi mình may mình sẽ luồn nó vô. Luồn nó vô mình tạo kiểu ở đây nha. Mình sẽ cắt cái phần dãy viền để mình viền cái phần cổ trước nè. Cổ tim của mình ở đây. Thì ở đây các bạn có thể viền 5 ly hoặc là 1 cm tùy thích ha. Ở đây viền ngang như vậy. Rồi cái phần thân sau. Thân sau thì cổ vuông. Cổ vuông. Thì mình cũng cắt cái phần dãy viền. Dãy viền theo cái phần thân sau.
mình viền cổ vuông hai góc thì mình nhấn nha, mình nhấn cho nó vuông góc đó. Rồi để cắt được cái phần cánh tiên nè, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần cánh tiên luôn nha. Thông thường thì khi mình may mình gấp xong á thì mình mới tiến hành mình cắt cái phần cánh tiên, nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để cắt được cái phần cánh tiên này luôn. Mình sẽ gáp cái phần thân sau vào cái phần cầu vai của thân trước như vậy để mình tiến hành mình đo cái vòng nách để mình cắt được cái chiều dài của cái phần cánh tiên mà mình may nha. Thì ở đây mình sẽ bỏ từ cái phần sườn này, cái phần hông sườn đó, cái phần mình gáp hai bên sườn áo mình đó, thì mình sẽ lấy lên là 6 cm. Tương tự như vậy cái phần thân trước mình cũng lấy 6 cm, mình làm dấu, mình làm dấu hai điểm này. Rồi mình sẽ dùng thước dây để mình đo, mình đo được bao nhiêu. Ở đây mình đo được cái vòng nách của mình đó là 38 cm. Mình sẽ cắt cái phần cánh tiên này có cái độ dài sao cho nó khi mình gút dúng lại nó vừa phải, nó bằng với cái thông số 38 cm này nha. Cái phần cánh tiên này thì các bạn có thể cắt dãy xuôi hoặc là dãy ngang, dãy xéo đều được ha, nó không có kén dãy nha. Thì ở đây tùy theo mình có cái phần dãy mình cắt, mình định lượng trong cái phần dãy của mình thôi, mình không có ép buộc là cắt theo cái dãy ngang hay là dãy xuôi gì hết, thì mình có vải như thế nào thì mình cắt như vậy thôi. Thì ở đây cái phần dãy xốp nhật này thì nó có cái sọc ngang nè, cái gân ngang như vậy, thì mình cũng sẽ cắt sao cho cái phần cánh tiên của mình khi may lên nó cũng đi ngang thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi cái chiều dài cái phần vòng nách mình đo để mình cắt cái phần cánh tiên là 38 cm, đây mình sẽ làm dấu 38 cm ở đây. Thông thường thì khi mình cắt những cái phần gút dúng á, thì mình sẽ cho gấp đôi đổ lại nha. Còn xếp con á, thì mình sẽ cho gấp đôi trở lên. Nhưng mà đối với cái phần vải này thì nó cũng có cái độ nhúng, thì mình sẽ chừa cái phần gút dúng ít thôi, không có cần gấp đôi ha. Ở đây mình sẽ cộng thêm nè. Mình cộng thêm là 28 cm nha. Thì cái còn vòng nách của mình đo được 38, ở đây mình sẽ cộng thêm 28 nữa để mình may cái phần cánh tiên đó. Rồi tổng cộng nè, mình sẽ cộng vô coi mình được bao nhiêu nha. Đây mình sẽ đo bằng thước dây, ở đây tổng cộng mình sẽ có được là 66 cm. 66 ở đây mình sẽ chia ra làm 2 là mình được 33. Đây mình chia ra làm 2, 33. Ngay cái điểm mình, cái đoạn thẳng mình chia làm hai này kìa, thì mình sẽ lấy lên cho nó có cái độ cong 3 cm. Rồi mình sẽ nối lên như vậy. Rồi mình sẽ lấy cái phần cánh tiên này nè, 5 cm nha. Rồi mình nối cho nó xuống đây, mình vẽ cho nó bầu, nó vuốt xuống nha. Đây mình vẽ cho nó có độ bầu như vậy, tương tự bên đây mình cũng vẽ như vậy nha. Mình cắt nó ra. Nếu các bạn không có vẽ bầu như vậy thì mình có thể mình vẽ thẳng, mình cắt thẳng luôn cũng được, nhưng mà mình chia sẻ hết mình đó, bằng cái kinh nghiệm của mình may như thế nào đẹp thì mình hướng dẫn lại cho các bạn giống y như mình làm luôn ha. Mình vẽ bầu như vậy khi lên cái phần cánh tiên của mình sẽ đẹp hơn cái phần mình vẽ thẳng ha. Đây, đây. Đây là cái phần cánh tiên. Mình sẽ may vào cái phần nách áo của mình, mình gút dúng nó lại. Cái phần này thì mình sẽ chạy biên nha, mình sẽ lai đó. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn hoàn thành cái mẫu áo này ha. Cái mẫu áo nè, cổ vuông tim, tay thì cánh tiên ha.
Phần trước thì có rút giống mình luồn cái phen đó, thì mình chia sẻ rất là chi tiết kỹ càng. Thì trong cái lúc đó mình chia sẻ thì các bạn thấy có cái phần nào khó hiểu thì các bạn cứ bình luận trực tiếp xuống với cái phần bình luận của video ha, mình sẽ cố gắng khắc phục rồi mình sẽ hướng dẫn kỹ lại hơn ở những cái video sau nha. Chào tạm biệt các bạn.